Bây giờ em có hai vé, mọi người đi tù cùng em nhá. Đi. Tù sông có nghĩa là cùng chăm sóc sắt. Đây là cách các bác của tù chính trị gọi nhau khi bị giam tại đây ạ. Mình mới đi thuê để thuê thuyết minh ạ. Rất là tuyệt vời nhá, không cần hướng dẫn viên du lịch. Bây giờ mình vừa vào và vừa nghe thuyết minh nhá. Đây là tuần cảnh của nhà tù Hỏa Lò. Đây là cổng chính của nhà tù, làm bằng gỗ lim và nặng 800 kg. Lần đầu đi tù, thật sự em bỡ ngỡ và rất là sốc về những cái gì xảy ra trong đây. Hôm nay là ngày cuối tuần ấy, rất là đông người vào tham quan. Không chỉ mà những cái khách du lịch nhá, mà có rất nhiều thanh niên Việt Nam vào tham quan nữa. Mọi người nên đi nhá.